Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại vườn mai của em nha cả nhà. Thì hôm nay cả nhà em sẽ nói tiếp những cái combo ha cả nhà về mai giống nha, cho cả nhà mình sưu tầm nha cả nhà. Ngày hôm qua là cái mã 159 nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo là cái mã 160 bên em nha cả nhà. Rồi mã 160 gồm ba giống nha cả nhà. Rồi ha. Đây là cúc thọ hương cả nhà nha, cái này ghép hơn một mùa nha cả nhà. Rồi rễ nó được quấn thế này ha. Và cây thì nó mình lấy bo được cả nhà, cây thì nó xanh ha. Rồi cây này cũng có nụ luôn cả nhà nha. Rồi cây này cao tầm 30-35cm đó cả nhà. Rồi tiếp theo là cái giảo thủ đức cả nhà. Giảo thủ đức hai mùa liền cốt nha. Rồi rễ của nó khá là ok nha cả nhà. Nó nơm lên thế này cả nhà ha. Rồi cuối cùng là cây cúc hoa hồng thanh tú cả nhà nha. Cúc hoa hồng thanh tú cái rễ rất là to cả nhà nha. Gốc nè, gốc khá là ok nha cả nhà. Rồi ha, nó khá là xum xuê nha cả nhà. Mình về mình có thể lấy bo được nha. Rồi cái mã 160 bên em cả nhà. Cái mã 160 ngày hôm nay ha, em giao lưu với nhà mình giá là 300 ngàn nha. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình ha. Rồi mã 160 cả nhà nha. Rồi cả nhà, cái mã 161 bao em ngày hôm nay cả nhà. Mã 161 ha, là ba cây cúc 150 cánh đó cả nhà. Rồi cây này được quấn rễ bí cả nhà nha. Rồi từng cái múi bí rất là to cả nhà ha. Cây rất là đẹp nha cả nhà. Đó, quấn muối to thế này cả nhà, cây rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà ơi, ba cây này em giao lưu với nhà mình với giá là 270.000 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi ba cây giá 270 cả nhà. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi cả nhà, combo này cực kỳ hấp dẫn nha, cây rất là đẹp cả nhà. Chỉ có giá là 270.000 thôi cả nhà. Em còn bao luôn phí vận chuyển cho mình nữa nha. Cái mã 161 bên em nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo là cái mã 162 bên em nha cả nhà. 162 bên em cả nhà ha, là một cây giảo thủ đức cả nhà nha. Ba mùa liền cốt hoàn toàn cả nhà nha. Cây rất là to cả nhà ha. Cả nhà nhìn cái đường lắc lượng của cái cây này cả nhà. Cả nhà thấy là nó rất là già cây cả nhà nè. Đây là cái gông cả nhà ha, nó đóng trên cây này cả nhà. Cây nó nhẵn da luôn cả nhà ha. Cây rất là ok cả nhà nha. Rồi cả nhà, cây này thì không cao lắm nha cả nhà. Cao tầm 25cm thôi cả nhà. Rồi nó có tàn thế này cả nhà ha, chi nhánh cũng đầy đủ ha, và củ nó khá là quái quái cả nhà. Rồi ha, cây giảo thủ đức ba mùa liền cốt này cả nhà, em giao lưu với nhà mình á với giá là 320.000 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn ha, xây một vòng cây giảo thủ đức cho cả nhà mình xem nha. Rồi cả nhà, cây khá là ok nha cả nhà. Đó, chi tàn này cũng được ha cả nhà, cũng có ha, cũng có đầy đủ ha. Rồi cả nhà, gốc này cả nhà, nó quái ha, một cục luôn cả nhà. Rồi, cây này 320 cả nhà nha. Bao phí vận chuyển cả nhà mình ha. Rồi cả nhà ơi, cái mã 163 bên em cả nhà nha. 163 vẫn là một cây giảo thủ đức cả nhà ha, già mùa liền gốt nha. Rồi xây một vòng cây này cả nhà mình xem nha. Rồi cây này cái đế khá là quái cả nhà nha. Nhìn nó rất là lạ luôn nè cả nhà, em quay gần cả nhà mình xem nha. Đẹp lắm cả nhà. Rồi ha, tàn thì nó có ha, chi tàn thì đủ cả nhà nha. Rồi, nó cũng hơi lắc lượng đó cả nhà ha. Rồi cả nhà, cây này á, mã số là 163 nha cả nhà. Em giao lưu với nhà mình á với giá là 320 luôn ha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Cây rất là quái nha cả nhà. Rồi ha, ai thích sưu tầm những cái gốc quái cả nhà ha, những cái gốc mà có dáng hơi bonsai cả nhà thì hãy sưu tầm cái mã 163 này nha cả nhà. Rồi cây rất là đẹp nha cả nhà. Rồi ha, em giao lưu với nhà mình cây này giá 320 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà, mã 163 bên em nha. Rồi mã 164 ngày hôm nay cả nhà là một cái cặp cúc bạch mai nha cả nhà. Rồi cả nhà nhìn nè ha, cái bo nó lên nè cả nhà, trời ơi quá trời sung cả nhà nha. Nó màu hồng cả nhà ha, màu hồng mà cái ngọn nó xoắn 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 nhẹ thế này cả nhà ha. Em bao giống chuẩn bạch mai nha cả nhà mình nha, chuẩn cúc bạch mai cả nhà. Rồi ha, cặp này thì giao lưu với nhà mình á với giá là 550 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi cây được quấn rễ thế này cả nhà, khá là đẹp nha. Cả nhà nhìn nè ha, nó có một mắt bo thôi cả nhà mà nó bung tược thế này cả nhà ha, chứng tỏ là nó rất khỏe mạnh nha cả nhà. Rồi cúc bạch mai thì bao giống cả nhà mình nha, nó cây rất là đẹp cả nhà, sinh trưởng rất là tốt nha cả nhà. Rồi ha, cặp này giao lưu với nhà mình ha, 550 mã 164 ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi 550 cả nhà ha, bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn ha. Khi mà nhận hàng thì mình được kiểm tra cây nha cả nhà. Rồi khi đi ha, em sẽ quấn dây ha, bảo vệ những cái tược này cho mình nha, không sao nha cả nhà. Khi mình nhận mình được kiểm tra cây ha. Rồi cả nhà yên tâm ha, không có gãy ha, không có gì hết thì mình nhận nha. Bảo đảm cây cho mình nha cả nhà. Rồi ha, mã 164 em giao lưu với nhà mình là 550 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi cả nhà ơi, cái mã 165 của em cả nhà ha. Mã 165 cả nhà nha, là một cây cúc thọ hương cả nhà nha. Này ghép gốc bứng cả nhà, ghép được hai bo nha. Và cái bo này ghép được hai mùa cả nhà. Rồi em xây một vòng cây này cả nhà mình xem nha. Nó rất là có dáng cả nhà nha.
và tàn của nó cũng khá là ok cả nhà. Cái này mình về mình thay chậu thôi ha, rồi mình chăm để Tết nở hoa cả nhà, rồi mình chơi Tết cả nhà. Cái này để bàn rất là xinh nha cả nhà. Rồi ha, cái mã này thì em giao lưu với nhà mình á, với giá là 270.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình ha. Rồi cây cúc thọ hương nha cả nhà, đây nè, cúc thọ hương ghép gốc bứng nha. Rồi cả nhà ha, nó rất là đẹp cả nhà, lá xanh ha cả nhà, và cái mắt ghép của nó cả nhà rất là bự nha. Rồi cây này Tết có hoa cho mình chơi hoa luôn nha cả nhà, thay chậu để bàn nha. Cây này chiều cao trung bình của nó cả nhà ha, cây này thì tầm 30 cm cả nhà, em tính 30 cm nha. Rồi cả nhà, cái mã 165 nha, giao lưu với nhà mình với giá là 270, em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Một cây cúc thọ hương gốc bứng cả nhà ha, ghép được hai mùa và hai mắt bo nha cả nhà. Rồi cả nhà, cái mã 166 ngày hôm nay cả nhà là cây hai cây giả siêu nụ liền cốt nha cả nhà. Cây này thì đã được hai mùa cả nhà nha, và thân uốn nhánh lông á cả nhà. Rồi ha, rồi cành nhánh như thế này nha, rồi gốc xoay gốc cả nhà mình xem nha. Cái đế nó nơm nè cả nhà, cây này khá là ok nè, cái đế nó đẹp cả nhà. Rồi ha, cho cả nhà coi mặt sau của cây này nha. Đây cả nhà, nó cây khá là ok nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cặp giảo siêu nụ này cả nhà ha, mã 166 nha, em giao lưu với nhà mình á, giá là 250 nha cả nhà, em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi xây một vòng cái cặp này cho cả nhà mình xem nha, nó rất là ok nha cả nhà. Rồi ha, chiều cao trung bình của nó là 4 tấc nha cả nhà. Rồi cặp giảo siêu nụ mã 166 cả nhà ha, giao lưu với nhà mình giá là 250 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi cả nhà, đây là cái mã 167 ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi cái mã 167 của em cả nhà gồm 3 giống nha. Rồi thứ nhất cả nhà, đây là cúc Tân Châu cả nhà nha. Cúc Tân Châu cả nhà ha, cây rất là đẹp cả nhà, và nó có cái nụ nha cả nhà, nó đang tạo nụ nè. Nó, cái này mình chơi Tết là ok nha cả nhà. Rồi ha, cây này mình về mình thay chậu cho nó nha cả nhà. Nó, nó liền cốt nha cả nhà, cây này vào mùa cả nhà nha. Rồi ha, rễ nó nôm lên thế này cả nhà. Rồi cây rất là đẹp luôn cả nhà nha. Cúc Tân Châu ha, hai mùa. Rồi tiếp theo là cây giảo lá gai cả nhà nha. Giảo Indo cả nhà. Rồi ha, cây này nó liền cốt được khoảng chừng 50% mà cả nhà. Rồi ha, cây này thì mình về mình lấy bo được nên cả nhà. Nó, em thấy nó cũng được một cái nụ nè cả nhà. Rồi cuối cùng là cây giảo Phú Tân cả nhà nha, giảo Phú Tân nha. Rồi cây này thì đang tạo nụ nè cả nhà, nó có những cái nụ li ti nè cả nhà. Rồi cây này mình về mình chơi Tết được cả nhà ha, cây tàn rất là đều cả nhà nha. Rồi ha, cái tàn nó đều thế này cả nhà. Rồi ha, cái mã này em giao lưu với nhà mình á, với giá là 320.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình ha. Xoay một vòng cái combo này cho cả nhà mình xem nha, mã 166 cả nhà. À, cái mã 167 nha cả nhà, em nhầm ha, cái mã 167 nha. Rồi mã 167 cả nhà ha, giao lưu với nhà mình với giá là 320.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình ha. Cây rất là đều tàn xum xuê nha cả nhà, cây rất đẹp luôn. Rồi cả nhà ơi, đây là cái mã 168 bên em cả nhà nha. 168 là một cây giảo siêu nụ già mùa cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái cây này đặc tàn luôn ha. Rồi nó đang tạo nụ li ti nha. Cái này về mình thay chậu cho nó cả nhà ha. Em tạm thời thì em thay cho nó vào cái chậu nhựa này cả nhà. Nhưng mà cả nhà về nuôi luôn không thay cũng được cả nhà. Cái này mình để bàn được luôn nha. Cây khá là đẹp ha cả nhà. Cái tàn đó nè cả nhà, đặc kính tàn luôn nha, và nó đang tạo nụ chi chít nè cả nhà ha. Rồi cả nhà ơi, cây này em giao lưu với nhà mình á, với giá là 320.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha cả nhà. Rồi cây giảo siêu nụ ha, già mùa liền cốt nha. Rồi xem một vòng cả nhà mình xem cây này nha. Rồi ôi, cây này là khỏi cần sổ luôn cả nhà, về mình chơi thôi nha cả nhà. Đó, rễ nơm thế này cả nhà, khá là đẹp nha. Rồi cây này già mùa nha cả nhà, cây này là hơn 2 mùa cả nhà ha, cây này gần 3 mùa cả nhà. Rồi cây rất là đẹp luôn cả nhà, xem một vòng cả nhà mình xem cây giảo siêu nụ này nha. Giảo siêu nụ mã 168 bên em nha cả nhà. Rồi ha, em giao lưu cả nhà mình cây này giá 320.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình ha. Rồi cái nhà nó đang tạo nụ đặc kẹo luôn cả nhà, chi chít nè, chi chích luôn cả nhà ơi. Cây này mà nở hoa một cái cả nhà ha, nó vàng rực nguyên một cái cây luôn cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Rồi bao hoa cho mình ha, hoa cực đẹp luôn cả nhà. Rồi cây này mã 168 cả nhà nha, 320 bao phí vận chuyển nhà mình nha. Rồi cả nhà, đây là cái mã 169 bên em nha cả nhà. 169 bên em ha, là một cặp giảo thủ đức nha cả nhà, già mùa liền cốt nha. Rồi em cho cả nhà xem cái rễ của nó nha cả nhà, rồi cái tàn cả nhà ha, rất là sùm luôn nè cả nhà, nó đều tàn hết cả nhà. Rồi đây là cái gốc thứ hai nha cả nhà,
cây thì hoàn toàn liền cốt nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cặp giảo thủ đức này ha, em giao lưu với nhà mình á, với giá là 350 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Cặp này cả nhà giá 350 thôi, bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Cái mã 169 bên em nha cả nhà. Rồi hai cây giảo thủ đức ha, cái này mình về mình lấy bo được rất là nhiều nha cả nhà. Cây cao trung bình nha cả nhà là 35cm nha. Rồi cây này mã 169 nha cả nhà, giá là 350 nè, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà, đây là cái mã 170 bên em ha. Rồi cái mã này là mã cuối cùng ngày hôm nay cả nhà. Rồi mã 170 cả nhà là một cây giảo siêu nụ cả nhà nha, ghép gốc bứng cả nhà. Cây này ghép khá là già mùa nha cả nhà. Rồi ha, đây là cái đế của nó cả nhà ha, em đã vô chậu rồi nha. Rồi cây này thì cũng đặt tàn ha, và li ti nụ cả nhà nha, nó đang tạo nụ ha. Cây này Tết thì bao hoa cho mình nha. Rồi cả nhà ha, bên này mình để bàn rất là đẹp nha cả nhà. Cái tàn của nó khá là ok cả nhà, tại vì nó già mùa nên cái tàn nó đặc ha. Mình khỏi cần sửa luôn cả nhà ha. Chỉ về chơi thôi nha cả nhà. Tỉa cho nó tròn lại thôi ha. Rồi ha. Tết nó ra hoa cả nhà, nó sẽ nở tròn do nguyên cái này luôn cả nhà. Hoa vàng rực luôn nha. Cả nhà nhìn thấy nụ nó chi chít nè cả nhà. Rồi ha. Cây giảo siêu nụ này cả nhà mã 170 ha. Em giao lưu với nhà mình á với giá là 301 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Cây này thì cái tàn nhỏ hơn cây nãy xíu cả nhà nha. Cây nãy tàn quá đẹp quá nhiều cả nhà ha, thì giá nó mắc hơn xíu. Rồi cây này giá 301 cả nhà nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi giảo siêu nụ mã 170 ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi ha, em sẽ kết thúc video của mình tại đây ha. Nếu ngày hôm nay cả nhà mình thích combo nào thì hãy liên hệ với em nha cả nhà. Rồi số điện thoại của em là 0984955952 nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo của em nha.